ơi, cái này mình chết nữa thôi. Hết dây. Hết dây, hết dây. Má không hết dây là mày xong mày rồi. Rồi khoan đi, gỡ dây đi, anh quay. Ơi đúng. Đen, em cũng đen nữa. Nghe lùm nó mấy con nhảy nhảy luôn. Chạy vô đó đi. Chạy vô đó thôi. Thôi không bắt được đâu, bỏ đi. Lùm bánh xe. Đây xe cái lon. Ấy. Dính con. Lựa hết con này tới con khác nó bắt. Là nhiều quá. Dính con nha các bạn. Nó không biết chụp con nào ha. Tuyệt vời. Lại dính một con. Con này đang mê ăn. Và kêu nó cúm mà núp. Và đạp con muốn anh nè. Lẹ nó kêu nó ra đi. Vậy đi cho giữ. Tuyệt vời nha các bạn. Bà này bà đang mê. Giờ nó hết mê mồi rồi. Giờ nó mê bắt à. Tự nhiên bay qua xuống. Bay qua tự nhiên bả nằm ngay đây các bạn. Chụp luôn. Đâu. Qua cái xe xanh bự luôn á. Nè trong đây nè, hai ba con nè, bay luôn nè. Ý. Khi nào dính không ta? Con cu nhí vậy mà nó không chụp ha. Chụp con cu nhí là êm luôn rồi. Dính không mà nghe đập cánh bạch 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 bạch. Rồi xảy rồi các bạn. Quá đen. Đi xuống. Chà. Con cu nhí đậu ngay đây luôn. Quá chụp kìa ha, một bầy trước kìa. Ờ, một bầy trước kìa các bạn. Đang nhảy dưới đường kìa. Lụm luôn. Thằng gì nó đuối lắm á vậy, thằng liên tục mà. Ngay làm thử thách thằng mượn trẻ trong vòng 15 phút hả? À? Hay sao? Hãy cho nó bình tĩnh lại đi, lên hút mấy con trên trên kia các bạn. Bắt con này đi, hai con luôn đi. Con này đang nhảy tôn tôn này con. Chắc. Giật nó con. Có vuốt, có vuốt, có vuốt, có vuốt. Nhìn tướng vuốt, xẻ này con bự, xẻ tàu. Một con nữa nha các bạn. Dạo dạo trong đây hồi quá chạy xẻ luôn. Rồi con này học máu luôn rồi. Con này chết rồi, con này bóp ngay cổ. Giống con sẻ non nãy á. Cứu mà không được. Này bị bóp ngay ngực nè. Ừ. Cái móng viết của nó vuông vuông ngực. Đen. Chết queo luôn rồi. Chết thì cho nó ấy con đó luôn anh nè. Nhưng mà nó cũng không phải. Con này bị bóp học máu chết luôn rồi các bạn. Nó bóp trúng chỗ rồi chết ngay luôn. Nãy giờ bắt 5 con mà có 3 con sống. Bắt đầu không biết rồi.
nay mình chỉ không thả con nào hết, lấy về tập con kia. Dính chưa? Ôi bay ra rồi. Ê, nghe kêu rồi kìa. Dính hả? Em bấm máy quay trễ. Ôi mà, đừng. Chị căng thẳng. Nay dẫn con này đi xe cho quen nha các bạn. Con này mới lấy về. À, con kia hôm nay trọng trách lớn lắm á. Đi lụm chim về nuôi nguyên bầy. Người đàn em thân ơi. Đứng con. Dính đúng không? Gió, gió quá. Ủa, bay đâu qua tuốt bển đây. Bét xa trống nha các bạn. Cái dòng này săn trẻ là bá đạo luôn. Ngu dính con. Gỡ cước chưa? À anh lủi qua luôn hả? Em nụi nè, dính đuôi nó nè. Kêu, kêu nghe là chiến thần. Kêu là phái rồi đó. Con này đứng còn yếu anh nè. Gặp gió nó bay, tè le. Đi đâu mà dẫn mày đâu. Thoải mái ơi. Con này nhỏ hơn con đó luôn ha. Nhỏ hơn luôn. Ừ. Anh nhìn xe này cũng không biết nữa. Còn khờ lắm. Thôi ăn đi, không dành của mày đâu. Giờ trời mà mưa xuống vậy xong á, sau mưa ha sẽ ngu ngu bắt dễ. Tưởng nó không dính. À, giờ thường mà sẽ nó bị vậy là nó quýu đứng trọng. Ừ. Cái con bà này thấy là quýu thôi. Xuôi chim nó thấy đâu nó phải đứng yên á. Dạo dòng này kiếm chục con. Tìm. Bấm quay trễ quá. Tụi em thấy một con nữa nha các bạn, cho nó ăn đi anh Đăng ơi. Này thấy nó rồi, con này không quay à. Đứng đây chỉ có chết thôi, cách có mấy mét hả? 3 mét. Đem cất cho, túi em rộng hơn. Không có bay đâu mà. Cái lúc lấy ra nó bay thôi chứ lúc trước không bay. Giờ mồi là không có phí được. À rồi thấy. Ôi một đàn luôn này. Nghe nó chúng con ăn kìa. Mày một con nha các bạn. Lần này thì anh làm gì làm đi, em không quán xin nữa đâu. Trẻ mới mưa xong bắt sướng à. Tuyệt vời. Ôi mắt nó vàng, nó vàng hơn trước luôn anh Đàn. Mắt con này vàng hơn nhiều rồi. Sẽ bị mù mắt. Chắc bị ông nội nào bắn. Dễ gì bên. Con này ui rồi má, đằng giờ vô đó mới đuối đó. Sao con bò dí luôn hả? Con bò ào ào á. Ừ, nó dí theo con đó, con đó sao vô chỗ đó không vô được đâu, chỗ đó chỉ kéo nó ra thôi, chỗ đó lầy sình lum đó.
được không? Đường gần dữ chưa? Đây đây con.